Hội đội Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái chỉ giá 7 triệu đô la Mỹ của Nga. Ukraine chuẩn bị cho viễn cảnh bị cả Nga và Belarus cùng tấn công. Tổng thống Zelensky, Nga kiểm soát hơn 2.600 thành phố thị trấn ở Ukraine. Serbia tuyên bố sẽ không trở thành lính bộ binh của NATO. Cựu đại sứ Mỹ, Đại Cộng sản Trung Quốc diệt chủng pháp luân công sơ tán hàng nghìn người do mưa lũ nghiêm trọng tại Australia. Dân Georgia cảm giác lỡ chuyến tàu lịch sử sau khi bị Liên Âu bác quy chế ứng viên. Mỹ và đồng minh dầm rộ tập trận hải quân lớn nhất thế giới. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 7 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine được cho đã, đã phá hủy một máy bay không người lái của Nga trị giá khoảng 7 triệu đô la Mỹ trong một cuộc không kích hôm thứ Sáu, theo một tuyên bố của lực lượng mặt đất Ukraine. Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam trên Facebook cho biết, chiếc máy bay không người lái được gọi là Forpost bị bắn hạ khi đang tìm kiếm mục tiêu ở khu vực Mykolaiv của Ukraine. Forpost được ước tính trị giá khoảng 7 triệu đô la Mỹ, theo báo cáo từ The New Voice of Ukraine. Quân đội Nga trước bình luận về thông tin này. Việc phá hủy một máy bay không người lái có giá trị diễn ra sau một tổn thất quy mô lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin khi quân đội Ukraine công bố video hôm thứ Năm về nỗ lực thành công để chiếm lại đảo rắn, một tiền đồn chiến lược ở Biển Đen. Mặc dù Moscow nói rằng lực lượng của họ được rút lui khỏi tiền đồn là một cử chỉ thiện trí, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố nói rằng Nga buộc phải rút lui sau các cuộc phản công dữ dội. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny cho biết không thể chịu được hỏa lực của pháo binh, tên lửa và các cuộc không kích của Ukraine, quân đội Nga đã rơi đảo rắn. Thưa quý vị, thành phố lớn ở miền Tây Ukraine đang chuẩn bị các chiến lược phòng thủ trước một cuộc tấn công có thể xảy ra của Belarus trong khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine ở miền Đông. Thị trưởng Lip Andriy Sadovy đã triệu tập một cuộc họp hoạt động với các cơ quan quân sự và dân sự để bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công từ Belarus. Theo Pravda, ông Sadovi cho biết, chúng tôi đã nói về kế hoạch phòng thủ và lực lượng, phương tiện dưới sự kiểm soát của thành phố. Tình hình đang thay đổi nên các chiến lược quốc phòng của chúng tôi cũng cần có những thay đổi và cập nhật. Theo ông, một sở chỉ huy phòng thủ sẽ được thành lập ở mỗi quận trong thành phố và việc đào tạo bổ sung sẽ được tiến hành cho các thành viên của các đội tình nguyện bảo vệ lãnh thổ cho đến khi chúng tôi chuyển họ sang lại nhiệm vụ 24 trên 24, nhưng quyết định này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mặc dù đang ở giữa mùa hè, ông Sadovi vẫn cảnh báo các nhân viên và người dân Lip rằng họ hãy chuẩn bị cho một mùa đông dài lạnh giá mà không có khí đốt để sưởi ấm. Chúng tôi đang tiếp tục hình thành kho dự trữ chiến lược các sản phẩm trong trường hợp các tuyến đường cung cấp bị chặn. Ông Sadovi nói, ngoài ra, thị trưởng Lip cũng nhấn mạnh rằng Giới chức địa phương đang xem xét việc thành lập các tiểu đoàn tình nguyện dự bị từ các nhân viên của hội đồng thành phố và các doanh nghiệp địa phương để chống lại các cuộc tấn công. Những tuyên bố của ông Sadovi được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở Donbass, đặc biệt là ở Lysychan, đang leo thang dữ dội. Số phận của Lysychan, pháo đài kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine ở Lugan, được cho là sẽ được quyết định trong ngày mai khi một cố vấn của tổng thống Ukraine tuyên bố thành phố này hoàn toàn có thể thất thủ. Gần đây, Belarus, một đồng minh của Nga cũng đã đưa xe tăng, pháo áp sát biên giới Ukraine, trong khi Tổng thống nước này là ông Alexander Lukashenko cáo buộc ký bắn tên lửa vào lãnh thổ Belarus, đồng thời tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội đặt thủ đô đối thủ vào tầm ngắm. Hãng tin The Hill ngày 3 tháng 7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã giải phóng hơn 1.000 thành phố, thị trấn, nhưng vẫn cần giải phóng 2.610 thành phố thị trấn nữa khỏi sự kiểm soát của Nga và phe khai. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, hầu hết những vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cần tái thiết, trong đó hàng trăm thành phố, thị trấn bị quân đội Nga phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án với quy mô lớn như vậy trên toàn quốc đưa ra những tiêu chuẩn an toàn mới, chất lượng cuộc sống mới, chỉ khả thi với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ông cho biết thêm, Hội thảo quốc tế do Ukraine và Thụy Sĩ đồng chủ trì vào đầu tuần tới sẽ là một bước quan trọng giúp tái thiết Ukraine. Hội thảo dự kiến diễn ra ở Lugano, Thụy Sĩ sẽ cho phép ký chia sẻ kế hoạch phục hồi với các đồng minh quốc tế và đưa ra những ứng phó tốt nhất với những thách thức khổng lồ phía trước. Ông nói, việc cần thiết không chỉ là khôi phục mọi thứ do đối phương phá hủy, mà còn là lập ra một nền tảng mới cho cuộc sống của chúng tôi, cho Ukraine. Hồi tháng 5, ông Zelensky ước tính chi phí tái thiết đất nước sau chiến sự là rất lớn, có thể lên tới 600 tỷ đô la Mỹ. Tháng trước, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ kíp tái thiết với kinh phí khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Một số nước phương Tây đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU dùng tài sản đóng băng của Nga để giúp Ukraine tái thiết. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng phương án này khó khả thi vì có thể bị coi là vi hiến ở một số nước hoặc đối mặt với nguy cơ bị Nga đâm đơn kiện ở các tòa án quốc tế. Serbia tuyên bố sẽ không trở thành lính bộ binh của NATO. Theo đài RT của Nga, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ping ngày 2 tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Alexander Vulin tuyên bố Serbia sẽ không để mình bị lôi kéo vào cuộc chiến của những quốc gia khác. Ông nhấn mạnh lập trường của Serbia liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Moscow và Kyiv là rất rõ ràng. Serbia tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế, không giống như Liên minh châu Âu. Bộ trưởng nói và chỉ trích Liên minh Châu Âu EU về thất bại trong việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia khi công nhận nền độc lập của Kosovo năm 1990. Ông Vulin lập luận rằng nếu Mỹ, EU và các đồng minh tôn trọng luật pháp quốc tế, họ sẽ rút lại việc công nhận Kosovo. Đồng thời nói thêm rằng con đường hướng tới tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia khác sẽ bắt đầu từ việc nói lời xin lỗi và thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi ném bom Serbia, cũng như xin lỗi những đứa trẻ mà họ đã giết hại. Ông cho rằng Mỹ và EU muốn Serbia trở thành lính bộ binh của NATO, trở thành nước tham gia vào cuộc chiến với Nga. Thông ông nhấn mạnh, chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chiến với Nga, chúng tôi sẽ không tham gia vào các chiến sự của quốc gia khác, chúng tôi sẽ không trở thành lính bộ binh cho các nước khác. Serbia là một trong số ít quốc gia châu Âu không áp đặt các lệnh trừng phạt Nga nhằm đáp trả cuộc xâm lược của nước này ở Ukraine trước lời kêu gọi mạnh mẽ từ EU. Cuối tháng 6, Tổng thống Serbia Alexander Vucic cho biết EU đang chiến tranh toàn diện với Nga, đồng thời nói thêm rằng Bruxelles rất tức giận với Belgrade vì đã không tuân theo. Ông nhấn mạnh Serbia sẽ tiếp tục theo đuổi con đường EU của mình mà không phải hy sinh quan hệ với Moscow. Lưu ý cần phải có một cách tiếp cận hợp lý và dựa trên thực tế. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với thầy báo Epoch Times, ông Sam Robach, cựu đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Ông kêu gọi Mỹ và toàn bộ cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Kinh để ngăn chặn tội ác này. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần gồm các bài tập tĩnh tải và các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý chân thiện nhẫn đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo trong hai thập niên qua. Theo Trung tâm Thông tin Pháp luật Đại Pháp, hàng triệu học viên đã bị đưa vào các trại giam, trại lao động và trung tâm tẩy não, nơi nhiều người đã bị tra tấn để buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Tính từ đầu năm 2022 cho đến tháng 5, đã có thêm 81 người tập Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được xác nhận. Còn theo minhhui.org, có ít nhất 101 học viên Pháp luật Công đã thiệt mạng vì bị bức hại tín ngưỡng. Năm 2020 là khoảng 107 người. Về vấn đề này, cựu đại sứ Sam Brobeck nói với Epoch Times rằng điều này quá đáng sợ, đây là tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm. Ngày 25 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã công bố báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022 cho biết Pháp Luân Công đặc biệt dễ bị bức hại ở Trung Quốc. Nhiều cựu tù nhân và những người bị giam giữ cho biết họ bị đánh đập, cưỡng hiếp bị giật điện, bị bắt ngồi trên ghế đầu trong nhiều giờ liên tục, bị treo mình lên không trung bằng cổ tay, bị cấm ngủ, bức thực, bị ép uống thuốc trái với ý muốn của họ. Nếu không tuân theo, họ sẽ bị ngược đãi về thể chất và tinh thần. Cựu đại sứ Brobeck kêu gọi Mỹ, Liên minh châu Âu và toàn thể cộng đồng quốc tế cần biểu đạt thái độ một cách rõ ràng hơn và kêu gọi chấm dứt thảm họa nạn diệt chủng này. Ông cũng kêu gọi thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Ông nói rằng, hơn nữa, cần có các biện pháp trừng phạt kinh tế tương ứng. Ông nhấn mạnh, tội ác mổ cướp nội tạng sống của người tập Pháp Luân Công thật kinh hoàng và không thể tin được. Tội ác này thực sự phải chấm dứt. Sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc sau năm 2000 cùng thời điểm với cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bức màn đen tối về việc chế độ này mổ cướp nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống đã bị phanh phui vào năm 2006. Đến nay, tội ác này vẫn đang tiếp tục. Theo kết quả điều tra của Tổ chức Thế giới điều tra của Đà Nẵng Pháp Luân Công, 20 bệnh viện ở Trung Quốc đại lục đã thừa nhận rằng các nội tạng đến từ những người tập Pháp Luân Công trong các đoạn ghi âm điện thoại. Trong số đó, vào ngày 16 tháng 3 năm 2006, điều tra viên đã hỏi bác sĩ của Trung tâm cấy ghép gan của Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải qua điện thoại. Có loại cung cấp nào của Pháp Luân Công hay không? Loại cung cấp này nghe nói là rất tốt. Bác sĩ trả lời, Chỗ chúng tôi đây đều là loại này. Vào tháng 8 năm 2007, chính quyền Israel đã bắt giữ bốn kẻ buôn lậu nội tạng người. Những người này thú nhận rằng nội tạng mà họ bán đến từ các tù nhân chính trị, tử tù và người tập pháp luân công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức được đăng trên tờ báo lớn nhất của Israel. Israel hiện có luật cấm công dân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Trong cuốn sách Đại thảm sát The Slatter năm 2014 của mình, Nhà phân tích về điều tra về Trung Quốc Ethan Goodman ước tính rằng nội tạng của 65.000 học viên Pháp Luân Công và của từ 2.000 đến 4.000 người Duy Ngô Nhĩ cùng người Tây Tạng đã bị cưỡng bức thu hoạch từ năm 2000 đến năm 2008. Phát hiện này dựa vào 7 năm nghiên cứu và phỏng vấn thu thập thông tin. Ngày 3 tháng 7, chính quyền thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia đã yêu cầu hàng nghìn người dân phải đi sơ tán nhằm tránh nguy cơ lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn tại thành phố lớn nhất đất nước này. Tới chức địa phương cho biết, ít nhất 18 cảnh báo sơ tán đã được đưa ra tại khu vực phía tây Sydney. Các tuyến đường trong thành phố đều bị cô lập. Bà Stephanie Cook, người đứng đầu cơ quan dịch vụ khẩn cấp bang New South Wales, nhận định tình hình hiện nay rất khẩn cấp, đe dọa đến mạng sống của người dân. Bà Cook cảnh báo tình trạng ngập lụt sẽ nghiêm trọng hơn trong những ngày tới và yêu cầu người dân trong vùng bị ảnh hưởng sẵn sàng sơ tán sớm vào sáng sớm ngày 3 tháng 7, mưa lớn đã khiến nước trong đập Warragamba tại Sydney tràn bờ sớm hơn so với dự báo ban đầu. Trong khi đó, tại Camden, khu vực ngoại ô phía tây nam của Sydney, nơi cư trú của trên 100.000 người, nước lũ đã nhấn chìm nhiều cửa hàng và chạm xăng. Nhà chức trách đã khuyến cáo những người sống dọc theo 500 km tại bờ biển phía đông Australia dừng các kế hoạch du lịch do thời tiết xấu. Ước tính, cơ quan cứu hộ đã tiến hành 29 vụ giải cứu do lũ lụt và tiếp nhận hơn 1.400 cuộc gọi khẩn cấp trong vòng 24 giờ qua. Australia đang hứng chịu hậu quả nặng nề của tình trạng thời tiết biến đổi với nạn hạn hán, cháy rừng, dạng san hô Great Barrier Reef bị tẩy trắng. Đặc biệt, lũ lụt diễn ra với tần suất thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn do những thay đổi về hình thái thời tiết. Dân Georgia cảm giác lỡ chuyến tàu lịch sử sau khi bị Liên Âu bác quy chế ứng viên các tổ chức xã hội dân sự Georgia ngày 3 tháng 7 kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình mới thúc đẩy gia nhập Liên Âu, tố cáo chính phủ cố tình gây trở ngại trong nỗ lực của Georgia tiến lại gần Liên minh châu Âu. Kêu gọi được đưa ra sau khi EU vào ngày 23 tháng 6 quy định chưa chấp nhận quy chế ứng viên của Tbilisi buộc Georgia phải tuân theo nhiều điều kiện trước khi xem xét hồ sơ của Tbilisi. Cùng ngày 23 tháng 6, EU đã chấp nhận quy chế ứng viên của Ukraine và Moldova. Chính quyền Georgia đã đệ đơn gia nhập EU vào ngày 3 tháng 3 vừa qua cùng ngày với Moldova và ít ngày sau Ukraine. Người dân Georgia cảm giác bỏ lỡ chuyến tàu lịch sử sau khi bị Liên Âu từ chối quy chế ứng viên. Từ Batumi, thông tin viên Geji Jangter của đài AFI cho hay, bỏ lỡ chuyến tàu lịch sử kia là cảm giác đang bao trùm ở Georgia. Trong hai thế kỷ qua, nước Cộng hòa vùng Kapka đã cảm thấy mình thuộc về gia đình châu Âu trong hai thập niên qua nước này đã rất cố gắng để tiến lại gần EU vì vậy với các nhà chức trách EU quyết định vào ngày 23 tháng 6 vừa qua không trao cho Georgia quy chế ứng viên của khối là một vố đau đối với người dân nước này theo Gerasjante 3,7 triệu dân Georgia thực sự cảm thấy cay đắng và bất mãn với chính phủ do nhà tài phiệt Bidzina Ivanisvili đứng đầu khi người dân cho rằng Chính phủ đã làm mọi cách để dập tắt cơ hội Georgia được trao cơ chế ứng viên. Trong số người thất vọng có Tengo, một nhân viên khách sạn trẻ tuổi, anh nói, thất bại này là lỗi của chính phủ. Khi tôi nhìn vào đời sống chính trị của chúng tôi, tôi hiểu rằng chính phủ đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Có rất nhiều lý do dẫn đến thất bại, nhưng tôi chắc chắn rằng chính phủ được Nga hậu thuẫn. Cảm giác bất ổn càng lớn ở Georgia khi mà mới đây, chỉ một năm trước, Quốc gia này đã từng là một trong những nước có nhiều nỗ lực nhất để gia nhập EU trong số 6 nước thuộc chương trình đối tác phương Đông, tức chính sách về khu vực láng giềng của Bruxelles đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Mỹ và đồng minh rầm rộ tập trận hải quân lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, 38 tàu mặt nước, 4 tàu ngầm, 9 lực lượng bộ binh, hơn 30 hệ thống không người lái, khoảng 170 máy bay và hơn 25.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2022. Theo Kyodo, mới đây, một cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn do hải quân Mỹ dẫn đầu đã khai mạc tại khu vực Thái Bình Dương. Với sự tham gia của đại diện 25 quốc gia khác, giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Hải quân Mỹ, kể từ ngày 29 tháng 6 cho tới ngày 4 tháng 8, các đồng minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Philippines, tham gia cuộc tập trận có tên Tập trận Vành đai Thái Bình Dương-RIMPAC 2022. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức cũng tham gia RIMPAC 2022. Đây được xem là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới. Trung Quốc tham gia RIMPAC hồi năm 2014 và 2016, song không tham gia sự kiện này kể từ năm 2018 khi quan hệ Mỹ-Trung xấu đi dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump với nhiều bất đồng ở nhiều lĩnh vực. Phó tư lệnh hạm đội 3 của Mỹ Michael Boy, đồng thời là chỉ huy RIMPAC 2022, cho hay Chúng tôi đang đưa ra tuyên bố về cam kết hợp tác cùng nhau nhằm thúc đẩy và duy trì những mối quan hệ quan trọng để bảo đảm sự an toàn của các tuyến đường biển và an ninh của các đại dương có mối liên kết với nhau trên thế giới. Trong thông cáo báo chí, Hải quân Mỹ thông báo 38 tàu mặt nước, 4 tàu ngầm, 9 lực lượng bộ binh, hơn 30 hệ thống không người lái, khoảng 170 máy bay và hơn 25.000 quân nhân sẽ tham gia công tác huấn luyện và hoạt động trong và xung quanh quần đảo Hawaii và Nam California. Từ Nhật Bản, chiến hạm Izumo và tàu khu trục Takanami thuộc lực lượng phòng vệ trên biển đã được điều động tới tham gia RIMPAC 2022 cùng các đơn vị của lực lượng phòng vệ mặt đất. Trước thềm tập trận, Bộ trưởng Nhật Bản Nobuo Kishi tuyên bố bằng việc tham gia RIMPAC, chúng tôi sẽ cải thiện chiến thuật, tăng cường hợp tác với Mỹ và các quốc gia cùng chí hướng khác, đồng thời thể hiện sự đoàn kết hướng tới mục tiêu một khu vực ở Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các cuộc tập trận RIMPAC 2020 chỉ có 10 quốc gia bao gồm cả Nhật Bản tham gia do các hạn chế của đại dịch Covid-19 và thời gian được rút ngắn xuống còn khoảng 2 tuần. Năm 2018 có 26 quốc gia tham gia. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 7 của Dekan đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.